vậy trời? Tới nỗi giờ bông tai của tôi. 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 Bà kỳ gì, bà lấy bà xài sao bà nói sao bông chỗ để đây chi lưu bu vậy? Khiên hết qua nhà chị. Bà phấn 3 năm chưa có. Khiên qua nhà chị chi lưu đi cơ. Lấy cái xốp của chị. Nè, lấy cái xốp của chị qua bỏ luôn đi cơ. Bây giờ chị hỏi em này. Chị rất thích cái đôi bông tai này, mà cái đôi bông tai này nó đi với cái vòng này. Bây giờ chị bỏ cái vòng này ra, chị lấy cái con này thôi được không? Bỏ cái vòng này ra, chị lấy cái con này thôi được không? Nhưng mà như vậy có nghĩa là cái vòng tán xỉu luôn. Chị mượn đồ em với chị Duyên. Chị đang mượn, chị Duyên mượn. Mẹ em này, quý vị coi nè, chị em với nhau có nguyên một cái rổ này. Bây giờ cho là cho chị mình một đôi bông. Em cho chị mượn. Chị hỏi anh Lập coi bây giờ nè. Em biết đó nè, gần chục năm nay nó có cho em gì không? Lập mày vô mày nói câu công đạo mày có cho chị đâu không nào. Mày giả gái 2000 giai. Mày có cho chị không? Mà chị kỳ duyên hứa cho chị học vấn 3 năm nay chưa có. Mà bây giờ chị chỉ cần nói là thiếu bông. Cái chị nói thiếu bông hả chị? Chạy lấy học bông ra cái mà chị nói sao không? Nhiều quá để gom về nhà chị. Ai coi em nói câu công đạo đi Lập. Bông nào cho em mượn giả gái nhé. Mưa trôi cả bầu trời nắng chưa theo những nỗi buồn sẽ nhiều quá nhiều hết đâu thiệt. Nhiều khi chạy đi chạy lại nó bị lặp, nó bị trùng lại nhau. Không có trùng lắm mà từ cái của chị nó cũ qua nó mới. Không có nè, chị em bộ quen nhau hả? Không, thế là nói chung là cái này là cái nớt. Cái nớt ừ vậy được luôn em, chị không có bự miệng luôn hết vậy. Hiểu quý vị, nhiều khi ta nói gì mình phải có sự mắc cỡ này nọ thôi. Em nhưng mà chị sau em mua bông tai đó, em lựa cái nào mà đắt tiền mà sang sang hơn một tí nha. Dạ cái này Swarovski rồi chị, được chị ơi. Em không có cái lỗ để sợ chứ có cái bông tai mà bấm. Có luôn em đây nè, cái loại kẹp nè. Dạ ba má đợi con chút nha. Con lựa thế nào ba má có cái xài à. Đây nè, có cha mẹ. Bồ hay là khách solo nha em? Khách solo. Solo. Solo, solo nha. Vì sáng giờ cũng 4 cái rồi gì mệt quá. Nam hay nữ? Nam, nữ. Ừ. Sau này là nam hay nữ? Hai nam. Trời ơi, kêu hai đứa ít nói vô đây chi vậy? Rồi, thôi đi về, bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Chỉ có 1 cái thì đi về. 1 cái là đủ xã hội rồi dạ. Ai đâu được may mắn em đâu, bà ông lòng lắm sức khác. Anh thông cảm, em có con nhỏ mà. Chị kéo về buồn đi. Thiệt, làm gì? Không phải, tại nãy anh mặc cái áo vest á. Cái áo này ở trong đẹp, em thích màu xanh á. Áo đẹp nè. Áo này mua nhiêu vậy anh? 150 không? 150 không? 150 không? Trời lao, mua lâu rồi không nhớ. Bữa mua quay nhanh như chớp nè, quay chương trình. Là quay được 2 lần rồi. Dòng chung kết. Nước này là nước thứ hai. Mình đâu có được lên hình nhiều lần vậy. Kỳ đó. Cho em đi, cho em đi, cho em đi. Nói gì? Khùng thấy hả? Cho em đi. Ôi. Anh Tiên, thiệt. Em thích màu xanh lắm. Anh cho em cái áo rồi đi. Em xin lên mặc thiệt. Em mặc này em phối. Áo này sao mà? Em phối với một sọc jean màu trắng. Đó. Xin thì em mặc. Trời ơi, đẹp nước này luôn. Nhưng mà anh có bị viêm cánh không? Có bị viêm cánh không? Có bị viêm cánh không? Lao hử đi nàng nhé. Thôi được rồi, nói gì vậy em hiểu rồi. Cho em nha, chứ để lên hình 2 lần rồi lên hình lần nữa. Anh chưa quyết định luôn đó dạ. Cảm ơn anh. Với lại nó nghe nè. Quay đâu có tiền rồi, tốn thêm cái áo. Anh, với lại em thấy cái áo này mà phối với quần hồng nó cũng không có hợp. Nó bị trớt rồi. Bị nhìn anh nó đang nam tính. Cái quần hồng thì tính nữ lắm. Cho nên nó hợp với em hơn. Không biết cho em xin. Bớt xàm đi dạ. Mình định để anh tuốt tuột về đi về đúng không? Áo thì có áo mặc rồi. Em sẽ xin chương trình một cái quần cho anh mặc về. Mày bị điên rồi. Thôi chứ cho dạ, áo dạ, cái áo này nha. Dạ rồi. Cảm ơn Tiên. Thiệt em ốp giờ cũng khổ lắm anh ơi. Nên là còn em cho mấy cái áo đem siêu cua chở đem. Có, ủa trong này còn áo nữa ha. Áo chim cò luôn. Trời dạ. Ơi, đâu coi cái giải coi. Rồi, không, cái màu đen em không có thích. Không, cái màu đen màu phong thủy của em. Đâu coi có gì không, không xin thiệt. Xin một cái đủ rồi. Không, em đâu có phải đi hay đi xin đồ của người ta đâu mà. Không, cái này cũng được vậy anh cảm ơn Tiên nha. Gia đình em trợ lý em mới dọn lên chưa gì kìa, mới bẻ đôi ổi mì rồi quý vị. Nó hai bên tóc em quá trời quý vị. Còn nói em sao có nết em giữ, cái đó sao nết em giữ chữ, thấy không?
chưa kịp ăn gì trơn là mới cắn con miếng làm chứ tài chọc vô chữ em liền họ tại sao ăn không ngủ ổng người già lớn tuổi ngủ đó rồi bữa nay ông anh chứ lại không ngủ anh thấy sao anh Hà vừa lòng anh chưa Hà mà nghe em chữ rồi sao anh nuốt anh nuốt nửa ổ rồi đó anh nuốt nửa ổ đừng có xạo một miếng ở đây có chút xíu nè chưa kịp ăn rồi nè nói chuyện đi đó. Vừa Trời hại. Ăn chực còn làm ăn chực còn làm cướp. Vừa. Chưa ăn dọn hả? Ê. Còn ba miếng ăn hỏi cái gì vậy trời? Còn cái gì vậy? Còn có ba miếng cũng kẹp. Trời ơi, lo chửi chưa ăn quý vị. Chửi chưa ăn uống gì chứ mới có một miếng mà là. Lại mình đang quay chương trình gì chương trình hàng ghế đầu mà hàng ghế đầu là sao là ghế VIP mà ghế VIP phải là người có tiền mới mua được nữa chứ và những người ngồi ở hàng ghế đó lúc đầu tôi cũng gọi là ăn mặc lịch sự tươm tất và very good hiểu không và nó liên quan gì đến chuyện em ăn nhãn có tại vì cái chương trình của mình là chương trình hàng ghế đầu đó thì không được ăn nhãn hai đồng thì không được ăn nhãn như vậy ăn nhãn thì người ta đánh giá con gái không có được nết na thì nhưng mà chị đi ăn sao để người ta không đánh giá mình ăn như nè chị chỉ em một lần anh nhớ đầu tiên là mình phải lột cái nhãn ra còn có hai trái đúng không thì chị chỉ cho đó mình lột cái nhãn ra nè đó mình đừng có bỏ vô miệng đó người ta nhìn ra rồi bỏ mình ăn nhớ chưa chị nhớ không chị nhớ chị làm lại nè đó nào bây giờ cái giá nhãn nó là vậy đâu mình đừng có nhỏ miệng ngậm bỏ miệng ngậm thì nó dơ tại vì cái này cái vỏ kích thuốc từ sâu lấy cái móng tay á bẻ mở cái vỏ lên nè đó rồi bỏ miệng ha ngốt không rồi hết mẹ hai cái nhãn em luôn mới mua chùm nhãn khác ăn giống vậy đi à nhưng mà nhờ cái nết ăn bỏ vô coi bỏ cái tô ơi này. Đừng nói gì đi đây nè trời ơi chưa nói mà ăn rồi giận tô vậy đó cho nên không ai nói kỳ quá à nói ăn phụ nữ bây giờ không ơi. Cho nói bây giờ ăn cũng không cho ăn nữa cái không ơi. Cho ăn luôn bây giờ nói xong mới được ăn cái sức này của em ai phụ nữ vô duyên rồi cái sức của em đói rồi là nó nói bây giờ chị có gì ăn nhẹ không tôi nói sức ăn được không nó nói được mà người ta là ăn hai trứng thôi nha nó đòi ba trứng nè quý vị em không có đòi bé nó thương em nó múc cho em mà của em luôn đó quý vị không nó múc có hai trứng thôi dạ trứng kia nó rớt rớt nó uống nó bỏ vô anh nói gì nghe đi ghê vậy không nó rớt vậy mấy cái này là tiêu hay là bụi vậy con tiêu đang ngồi đúng mé sao vậy mọi người đang ngồi ăn nói gì đúng mé vậy nói đi nói cho bên ra đi mọi người ơi cái này không phải là cung nữ mà là má của người ta cung nữ nhưng mà giờ ta đang ngồi để ăn kìa tại vì hôm nay khổ lắm ăn của đồ của tôi luôn công chúa đi quay mà bữa nay ai công chúa nghiệp lắm chúa bây giờ tôi đi vô đây là tôi bị đi qua xin ăn chính Thành Thành ơi em có đũa sẵn nè anh Thành anh Thành ơi em ăn ké chứ không có đũa sẵn trời trời đâu là sẵn luôn vậy trời đó ủa sao cái ghế chị Hương cao dữ vậy nè em ghế của chị Hương có cái này nè con nhỏ đó. Này hàng chị trên nó ngồi cao vậy dạ hả? Thiệt thì quá ở dưới còn cái chân để chân nó trời ơi con ghế để chân nữa em người em kiểu em dành mặt ra ghế để chân của chị Hương đó trời ơi dễ sợ trời đất ơi còn cái này cái búa của chị Hương nè mọi người ơi nè mày kỳ quá vậy con này anh em đâu có biết đâu thôi để giấu đi chị biết chị nhưng mà bây giờ em ngồi cái ghế này em cao hơn anh rồi sao cao hơn anh rồi sao khó ăn quá tùy miếng nha ủa anh đang giảm cân à? Giảm cân ăn rau không đấy hả rồi rau mà sao anh ăn ba cái sốt mà có chất béo nữa vậy anh rồi cả thèm á giờ ăn rau lát nữa vô quất ly bơ sầu riêng bớt giỡn đời sống có bao lâu đâu không giảm cân gì giảm cân hoài giờ mà cứ vậy hoài đâu được làm cực khổ
Đúng. Giữa trâu như bò. Đúng. Ngày không có tiền ăn cơm. Đúng rồi. Tự nhiên giờ người đàn có tiền kêu nhịn nhịn. Đúng không? Đồ ăn hảo không có. Để anh xin đồ ăn em đúng không? Em báo cho anh biết là em không có cần. Em có cái quạt này rồi. Em có cái quạt này rồi. Vậy hả? Ủa sao không nói sớm cho tôi quạt cho bà này? Xảo dễ thôi. Nhưng mà đồ ăn thì vẫn ăn nha. Đồ ăn dạ đó quý vị đó. Sao anh nói sao? Đồ ăn thì vẫn ăn chứ nó không có quan trọng. À dạ. Có uống thêm miếng yến cho nó mát phổi không anh? Đâu rồi, nó cũng tiền lắm. Cái cũng kỳ. Nó xin hai chén. Nó xin hai chén. Thôi mình nó tốn tiền, nó xin hai chén đi. Thôi nó tốn tiền, nó xin hai chén đi. Thôi nó tốn tiền, nó xin hai chén đi. Hai chén quý vị. Trang chén nữa. Ông tạm xin yến mà ông còn xin cho gái nữa đó quý vị thấy không? Ví dụ như tại vì yến là tụi em mua về tụi em lặt cái lông á, nó rất là cực em nói thiệt. Ví dụ làm cho anh Tài là làm chén thôi. Ông xin cho gái quý vị, ông xạo, ông quạt em có quạt này rồi ông xạo lắm quý vị ơi. Anh nói câu công đạo đi. Không. Anh quạt cho em, bà không biết là em có cái quạt, em giấu dưới ai mà thấy. Nếu mà anh có, em biết, ủa em có cái quạt không Trang? Trang cầm thử coi nó nhẹ không em, để anh mua cho cái. Rồi, quay 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 quay. Cái lỡ nóng. Cái gì vậy Tài? Tại vì dòm cái đồ uống tóc là... em giống cái rế. Công ơi, công đó là. Trời đất ơi, nghiệp không quý vị? Cái tô của Hoàng Đức là của em. Rồi bây giờ nóng không có chỗ để, cái đầu em tự cái rế quý vị. Trời ơi, bây giờ. Mà em nói thiệt quý vị nha, nè. Không hề nóng quý vị. Tại biết sao cái này nó giống cái sắc cây tép gì trên đầu nè, cái này là nó đổ xuống một cái đi về luôn. Đó. Nè, há miệng nó đổ vô đồ là cung nữ bị chém. Đây nè.